chào tất cả các bạn đến với kênh Duy Khánh TV. Trước tiên thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã đăng ký kênh. Chúc tất cả các bạn ngày mới gặp nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Mình cũng mới ra cái đập 40 công rồi các bạn ơi. Mình cũng mới đi lấy dầu đồ về luôn rồi. Bây giờ mình sẽ ở ngoài này nè, đặng mình đưa vô trong cái bi bột đó để cho nó chịu lại. Rồi cái này mình làm chừng buổi à, rồi mai mình sẽ vô làm cho hai cái anh mà lúc trước các bạn xem video mình á, các bạn xem video mình các bạn biết à. Thì giờ mình sẽ làm cái công chuyện này. Cái này cũng dễ, bây giờ nước cũng đang giật rồng rồi, mà cái này làm chắc là làm chừng tiếng trở lại mình nghỉ rồi, tại nước rồng cạn sát quá mình làm không được các bạn. Đây là các bạn biết sao mình múc qua chỗ này không? Tại vì á, mình múc vậy nó do xà lan mà nó nằm trong cái lòng của cái này nè, rồi mình múc mới được. Tại vì cái lúc trước mình bát đất ra thì đất nó đã nằm, nó giống như nó nằm chày ra đây nè các bạn. Bây giờ mình nằm thì cái xà lan mình nó sẽ bị nghiêng qua bên, nên mình móc cái này đang cho mình sắp cái xà lan mình ngay lại rồi mình mới móc được. Chủ yếu ngoài này thì mình lùa đất vô để mình chịu cái chân lại, đừng cho sau này mình lên bờ mình làm á thì đất mình sẽ bát sát vô trong cái bi bộ đó thì đất này nó sẽ không có dạt ra các bạn ơi. Sau này thì mình nghe anh chủ đất á, anh nói là anh sẽ trồng cây lên đây luôn, tặng cho ảnh tặng cho cái sống đồ á, sống đồ sẽ chịu được sống luôn. Thì rồng cũng lẹ lắm các bạn ơi, rồng khoảng một tiếng nữa là mình làm không hết được rồi, nên giờ mình tranh thủ mình làm. Mà làm cái này mà nước nhiều quá mình làm không được nữa, tại vì nước nhiều quá xà lan mình nó trao dữ lắm. Chỗ trước cái màn hình của các bạn á, chỗ này là hồi xưa là nó bể, nói các bạn nghe chứ nó bể dữ dằn luôn á. Rồi mình đắp đã kiên cố được khoảng ở trên 60% rồi đó. Video mình chia sẻ thì các bạn mới cho mình nói nha các bạn, mình nói thì các bạn mới hiểu được mình làm gì cái gì. Thì tình cờ cái video này mà những bạn nào mà coi á, các bạn không hiểu gì cái vấn đề gì á thì các bạn cứ comment cho mình ở dưới thì mình sẽ trả lời tất cả những cái tin nhắn của các bạn. Mình thì mình thích trả lời những cái dòng tâm sự của các bạn lắm, các bạn cứ comment cho mình ở dưới đi, mình sẽ trả lời hết tất cả cái comment của các bạn. Thì mình làm đại về đi, rồi chừng nào nước nó lớn nữa thì mình rấn vào trống, mình làm trống nữa, tại nước giờ cũng cạn rồi, tốc độ cạn lẹ quá các bạn ơi. cái nước nó ngoài sông mình thấy cũng còn hơi nhiều nè. Mình cũng tranh thủ mình làm đặng cho nó kịp hết cái đoạn này để trưa nay mình mới qua nước lớn mình đi mới kịp. Cái múc xà lan này nè các bạn, mình múc cái nước ít khác, nước nhiều khác. Cái khi mà nước ít đó, thì mình xà lan mình nằm xuôi thì được. Còn cái của mình á, cái thì cái xà lan của mình thì hiện tại cái xe mình cũng hơi nặng á, thì mình múc khi nước nhiều á thì mình múc mình đưa cái mũi vào nước các bạn ơi, chứ mình nằm xuôi lại cái múc nguy hiểm lắm, nó lắc lắm các bạn. Khi nào mà nước cạn cái mình nằm xuôi lại. Lại mình đưa cái mũi vô nè, mình cũng chịu vô đất nữa. Cái này á, mình muốn xà lan nó không có dạt á cũng dễ thôi. Cái khâu mà mình lấy cục đất lên nè, trước khi các bạn lấy á, như xà lan mình bây giờ đang dạt ra nó nằm cái sẹo đúng không? Nào cho các bạn xem nè, đang nằm cái sẹo đó. Khi mình lấy cục đất nè, mình lấy cục đất là mình đá cái chỗ quay to qua, tặng cho cái xà lan mình nó nằm xuôi lại á. Mình vừa lấy cục đất mà mình vừa đá cái chỗ luôn, mình sắp cái xà lan mình sẽ xuôi lại á, nói như vậy là sao mà nó không có dạt. Chủ đất anh kêu mình bơi xà lan lại đặng mình, ở trước màn hình của bạn có một đống cây đó, ảnh sợ mình đi mình bỏ lại khoảng tháng ngoài vậy đó, thì sợ mấy con nước mà 31 rồi đó, nước nó rông nhiều á, sợ mấy cái cây này nó trôi đi, nên bây giờ mình lại mình thải lên nó chừng 4-5 cục đất lên đây đó, bạn cho nó dằn lại rồi mình đi. Giờ cũng mới những lớn hả các bạn ơi, những lớn bây giờ mình tranh thủ là mình chuyển lại cái hai cái anh mà lúc trước kêu mình làm á, tại giờ nước mới những lớn nên mình cũng dễ chạy xà lan, chứ để nước nhiều quá, đầu nước lớn lên nhiều quá cái dòng nước mình nó chảy nhiều quá các bạn, rồi mình đi có mình xe đảo không kịp, nên mình làm mình phải canh nước vậy đó. Mình thì mình đi có hai vợ chồng mà, nên chuyển phà mình chạy máy luôn, nên mình cũng sắp xếp vậy đó. Không phải là mình ham công tiếc việc, tại vì hoàn cảnh kinh tế các bạn ơi, giờ con cái cũng đông rồi, mình cũng còn trẻ nè, mình cũng ráng làm. Thế là mình nói chứ không phải là mình than thân trách phận nha các bạn, mình nói để mình tìm được sự đồng cảm thôi. Bạn nào mà đồng cảm với mình á, các bạn cứ comment mình ở dưới thì mình sẽ trả lời hết tất cả cái dòng tin nhắn của các bạn. Với lại các bạn, ở đây là mình nói chuyện cũng nhỏ thôi cho các bạn nghe thôi. Với lại phần á, cây này thì trị giá tới trăm mấy 200 ngàn cây lận, rồi mình bỏ đi cả tháng mấy nè, rồi bỏ đây nè, không ai giữ hết các bạn, thì mình cũng đề phòng vậy đó. Mình nói chuyện thế nhị thôi các bạn ơi. xôi hay làm sao cũng mất hết mười mấy cây các bạn. Ảnh mua 200 cây mà bây giờ còn có trăm mấy à, thì cũng không biết làm sao luôn. Thì giờ mình chỉ đề phòng thôi các bạn. Xem video các bạn đăng ký cho mình nha các bạn, đăng ký là toàn bộ miễn phí hết. Ở góc phải màn hình của các bạn có một cái chuông thông báo, các bạn bấm vào đó cho mình. Khi mình đăng video mới thì sẽ thông báo về máy của các bạn. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn. Kênh này là kênh Gầm Bá Động nha các bạn. Kênh này thì mình đánh thử lại các bạn, hồi xưa giờ mình chưa từng chơi lần nào á. Đây thì mình làm miếng đất 40 công này nè, rồi mấy anh này nè, rồi thấy mình làm rồi đó, rồi mấy ảnh nó cũng lại kêu mình làm thôi, chứ thật sự ra mình chưa từng vô đây. Nước chảy nhiều quá mình sẽ đỡ không kịp, cái xà lan mình nó khó chạy lắm. Ảnh nói đất của ảnh như qua hàng đá nhà tới hôm nay là mình không vô đón nữa, để mình lại đó mình bấm gào rồi mình đợi ảnh coi sao. Đất này là mình chưa từng đi coi đất ngày nào các bạn ơi. Mình đi làm mà mình nghe nó kêu mình đây. giờ nước cũng lớn được hơn nữa. Nó xong rồi các bạn ơi. Bây giờ mình điện thoại ảnh coi ảnh đất ảnh này, ảnh nói thì qua hàng đáy khoảng chừng 5 mét thì mình ghé thôi. Đây là hàng đáy nè. Hàng đáy thì chỗ này 5 mét là đúng rồi. Cái chỗ này thì cũng có cái đường xe hồi xưa vô làm nè. Mình thấy vậy đó. Đây có đường xà lan kéo nè. Nên trống nè, anh nói có chỗ nào trống mà qua cái hàng đáy 5 mét á, thì đất của anh nói vậy thì mình tới đây mình ghé. Cái miếng đất của mấy anh này nè là mình chỉ có là mình vô đây một chỗ này thôi, là mình làm. Nghe mấy ảnh nói thì trong đó hình như là 2 anh em ruột và một anh chú bác họ, thì 3 người đó vô đây là mình làm là 3 chủ đất. Thì mình làm rồi ở đây rồi mình sẽ quay lại miếng đất 40 công của mình. Các bạn đón xem cùng mình. Ở đây dân địa phương ở đây nè các bạn, người ta sống bằng nghề biển á. Chúc tất cả các bạn một ngày tốt lành. Hẹn gặp các bạn ở video gần nhất.